Khách mời sẵn sàng chia sẻ câu chuyện cũng đã yên vị ở đây rồi. Và những bạn đang sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của chúng tôi thì hy vọng rằng là các bạn cũng đã sẵn trà nước trước mặt của mình để có thể cùng hồi tưởng lại với nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhân vật chính của chúng ta lên tiếng. Chào em. Dạ, chào chị ạ. Điều đầu tiên chị muốn hỏi em là em muốn chúng ta giữ nguyên cái độ sáng của ánh đèn như thế này để mình bắt đầu câu chuyện, hay là em muốn đèn sẽ sáng hơn và mọi người sẽ nhìn thấy mặt của em rõ hơn? Cái lúc này cho phép em xin bật đèn đi. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện bằng một ánh sáng rõ hơn để có thể lắng nghe được ký ức của bạn ấy. Xin mời bộ phận kỹ thuật. Wow. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng sẽ phải dừng lại một tí để nghe bạn ấy giới thiệu một vài thông tin cơ bản về mình. Mời em. Xin chào chị Tonya. Xin chào quý vị khán giả. Mình là Bùi Tấn Hảo. Hiện tại công việc chính của Hảo là một diễn viên kiêm một biên kịch. Song song đó thì em có đi hát nữa. Một bạn rất là đa năng. Rồi, bây giờ Hảo thân mến, vậy thì bây giờ mình sẽ ngược về ký ức. Vậy thì cái bối cảnh mà tình đầu xuất hiện á, là xuất hiện như thế nào và cô ấy là ai? Lúc mới vào lớp 10 đó thì em rất là thể hiện. Đi học áo sơ mi trắng bỏ vô quần, quần thì quần đen, giày thì giày thể thao. Tuy nhiên thì lúc nào cái cúc áo ở trên cổ cũng phạch ra, đeo một cọng dây chuyền. Tóc thì lúc nào cũng dựng lên hết. Kiểu idol giới trẻ đồ đó. Và tới cái ngày đầu tiên mà tập hợp vào lớp để mà gặp giáo viên đó, thì lúc đó là em có kế hoạch đàng hoàng là em vô trễ hơn mọi người một chút xíu. Chính xác. Thì cũng thể hiện rất là nhiều. Nhưng mà thực sự thì em không phải là cái bản tính như vậy. Thì em xung phong làm đội sao đỏ. Thì cái ngày hôm đó là khi mà em đi trực á, thì em gặp cái chị đó. Cái chị, thì rồi. Em lớp 10 thì cái chị đó là lớp 11. Trời, dễ thương lắm chị ơi. Đi ngang hửi cái mùi tóc thôi, em nói thiệt luôn, bất kỳ thằng con trai nào mà tuổi mới lớn hửi cái mùi tóc con gái thôi là về là tương tư liền. Các mà bạn nữ thân mến nhớ ghi lại mùi tóc rồi. Mùi tóc, em chỉ biết là như vậy nè. Có một cái mùi hương lạ thì nó sẽ ăn sâu vô cái não của mình rất là nhiều. Không, thực ra là chỗ này là chị đồng cảm với em. Nó có những mùi hương trong cuộc đời mà nó tạo ra những cái mảng ăn sâu trong ký ức của chúng ta. Và em đã phải lòng cô ấy từ khứu giác của mình. Nhưng mà em cũng không dám hành động. Bởi vì mình nghĩ là trời, một nhóc như mình mà sao mà với tới một cái người học lớn hơn mình. Bởi vì mọi người thấy không, mọi sự gồng lên ở bên ngoài chỉ là một cái vỏ để che đậy sự yếu đuối ở bên trong. Tóc dựng ngược rồi, cúc áo mở đồ ha, mày đã đi học trễ đồ ha. Nhưng cuối cùng rồi thì cũng là một cậu nhóc lớp 10. Rồi sao? Tới một cái ngày làm em đi trực, lúc đó cái lớp của chị chưa có trực nhật xong đó. Chị quét xong rồi, đừng có ghi tên nha, đừng có ghi tên, bữa nay chị lớp chị trực đó. Giỡn thôi, em không có trực lớp chị. Cái người nam trời ơi, nó cầm chổi nó cược. Nhưng nó đã tạo ra một cái tình huống để chúng ta dễ nói chuyện về sau, đúng không? Chính xác. Thì sau hôm đó, mỗi lần gặp nhau trong trường là gặp nhau cười một cái. Đúng một tuần sau là ngay ngày 8 tháng 3 tới công chuyện với em. Lúc đó có một thằng bạn ở trong trường là nó bán hoa. Tao mua. Rồi tới. Đó là một sự sắp đặt của đó. Tạo hóa rồi. Thì em mới hỏi nó, bây giờ tao mua 5 bông. Em mới nói với lại thằng bạn của em, bây giờ chi bài mày đem cái này mày qua cái lớp 11A10 mày tặng. Em nấp xa xa vậy đó, em dòm. Thì có cái cửa sổ thì thằng bạn nói ok rồi nghe. Tới giờ ra chơi. Thì lúc đó em thấy xa xa là thấy cái chị đó bắt đầu đi về cái hướng lớp mình. Tìm gặp làng xa. Sợ. Em chỉ sợ là thật thân ta trả bông. Ừ đó chị Nhi A tâm lý thiệt. Em nói thiệt là lúc đó em rất là sợ. Để xong mình đi ra vẫn phải giữ tâm lý bình thường nha. Thấy tôi ngầu chưa, tôi mới tặng bao mấy người đó. Vẫn được giữ tâm lý bình thường thôi. Nhưng mà không thấy cầm vỏ bông nha. Ok được. Cái nói cảm ơn cái vỏ bông nha, cho chị xin số điện thoại nha. Trời ơi, tới rồi. Xin rồi đó, xin số, hai đứa trao đổi số điện thoại qua lại. Bắt đầu từ đó về sau thì thân hơn. Rồi vậy là coi như là tới đó là hai bên đã xác định với nhau rằng là mình đang ở trong một cái mối quan hệ tình cảm chưa? Sau một tuần nhắn tin qua lại thì cũng quen.
có những cái buổi chiều mà học trái bụi đó thì hai đứa cũng đi dưới trời mưa đồ, mà tới những cái tán cây mở động nước mưa đồ vũ đồ. Vui lắm. Còn MV ca nhạc đồ dữ lắm. Như thế. Vậy thì nó có sóng gió không? Sau khi em quen được một tháng, ngay cái ngày sinh nhật của em luôn, thì em mới nhận được một tin nhắn của bạn là bạn đòi chia tay. Có nghĩa là vì sao? Đang yên đang ổn luôn chị. Không có dấu hiệu báo trước. Bạn mới nói là tôi đang lừa dối Hảo. Cái người mà tôi nói là anh hai đó không phải là anh hai, người đó là bạn trai. Cái người mà tôi nói là anh hai đó không phải là anh hai, người đó là bạn trai. Ôi, trời ơi, một cú sốc. Rồi sao, rồi sao? Lúc đó em tin không? Đúng, em không tin. Lúc đó em không tin nhưng mà em vẫn sốc nha. Trời ơi, mình như một đứa trúa hề trong suốt một tháng qua. Và bạn có thòng một câu là tôi quen cái người đó là chỉ là tình nghĩa thôi, chứ còn tình cảm thì không có. Tại tôi không chia tay được người đó đâu, đó các kiểu đúng không? Xong rồi có nói là tại vì gia đình cũng biết hết rồi, thì cũng không thể nào mà đùng một cái là chia tay được. Cho nên là mình tự nhiên cái mình thông cảm cho người ta chị. Đó là sự thông cảm hay đó là sự cố gắng vớt vát? Sự cố chấp và... chấp niệm không muốn buông. Và tụi em quyết định là cứ thế mà quen thôi. Cứ vậy thôi, cứ để vậy. Cứ để vậy thôi. Có nghĩa là khi mà cái người đó đi với lại cái anh trai xạo đó là mình không có quyền ghen, mình không có quyền nói gì hết. Tại người ta đã lật bài ngửa với mình rồi. Ủa, em tính em yêu trap girl. Ủa khoan em, vốn mình đang là thợ săn, cái bây giờ mình thành con mồi. Thì đó. Ủa người đứa nào là hạt đậu, đứa nào là con gà. Ê cay chứ, đúng không? Cay. Nhưng mà rõ ràng là tại mình hoàn toàn có thể rời khỏi cái mối quan hệ đó mà. Người ta cũng đâu có đòi hỏi mình phải ở lại. Sự ở lại là do sự tự nguyện của mình. Dạ. Thôi thì cứ ngu ngơ như vậy để còn trưởng thành cũng được. Dạ. Rồi sao? Cũng quen rồi cũng ghen. Nhưng mà ghen không đủ tư cách. Đúng rồi. Ghen mà về nhà chỉ ấm ức đấm đồ gối thôi. Chứ không thể nào làm được. Cái mà mình chia tay thì mình lại không thích. Mình lúc đó mình đi như đi trên băng mỏng, đi rón rén chỉ sợ băng nó vỡ ra một cái. Dạ đúng rồi. Rồi nó kéo dài bao lâu với một cái cuộc tình nó nhiều tâm tư, nó nhiều sự đè nén uất ức như vậy? Cuối năm lớp 10 thì nghỉ hè. Đó là lúc đó em không thể nào chịu đựng được là một cái người con gái của mình đi với một người khác nữa rồi. Cái này em quyết định luôn rồi, em nói là em chia tay. Nói qua nói lại kỳ kèo, rồi cuối cùng là cả hai đồng ý ok chia tay là chia tay. Xong. Rồi nghỉ hè, 3 tháng hè trôi qua nó rất là nhạt nhẽo. Bắt đầu là tới cái năm là đi học lại, thì lúc đó là em đã lớp 11 rồi. Em không biết là vô tình hay ngẫu nhiên hay là cố tình. Cái ngày đầu tiên em bước trở lại trường á, em gặp ngay cái người đó. Vẫn cái mùi đó. Nhưng mà cái lần này em không cười. Thì em có thấy tin nhắn của cái người đó. Cái đọc sao tránh mặt tôi hoài vậy. Thì cũng nhắn qua nhắn lại. Rồi bắt đầu bạn chủ động nói với mình là thôi tụi mình như trước kia đi. Em yêu anh. Ghê không? Tụi nít ghê không? Nít mới mười mấy tuổi thì ghê không? Trời, cái thằng quỷ mà để người ta nhắn cái câu đó nó cũng ghê lắm đó em. Rồi sao rồi? Nhưng mà lúc mà khi mình nhận được cái lời đề nghị đó, có lôi chuyện cũ ra mình nói không? Dạ không. Bản thân em không bao giờ lấy cái mình ừ luôn. Chưa ừ luôn. Bây giờ em không biết trả lời như thế nào, chị hiểu không? Chứ không phải là em không muốn đâu. Em không thể nói là không được. Đúng rồi. Nhưng nói có em không đủ can đảm. Đúng. Và em mới nói là em phải chia tay người kia. Con này trưởng thành nè. Trưởng thành. Con này đúng lớp 11 nè. Vô thế rồi. Bây giờ là bạn đã nhả cái câu đó cho tôi là tôi biết chắc chắn là bạn dưới kèo. Ok, xong bắt đầu là em đồng ý. Nhưng mà phải có thời gian. Rồi ok, em cho thời gian luôn. Có nghĩa là vẫn chưa kết thúc. Chưa kết thúc. Ôi, em mới là kèo dưới. Một lần nữa em vẫn ngu ngơ. Trời ơi, em vẫn đang bị chăn dắt Hảo ơi. Rồi sao? Nhưng mà bây giờ chị hiểu không? Em có được quyền ghen rồi.
Bây giờ em được quyền ghen rồi. Đúng rồi, lớp 10 lên lớp 11 nó phải khác. Cái phiên bản lớp 11 nó phải khác. Đúng, hơn một tuổi mà. Cho nên là em nói là ok, anh cho em thời gian nhưng hạn chế đi với cái người đó. Ví dụ như không cần thiết thì không được đi. Kéo chết liền. Ít nhất là mình có tiếng nói. Đó, lúc đó thì trong cái thời gian mà quay lại vui lắm chị ơi. Bao nhiêu chất chứa của những tháng hè mình được thể hiện, mình được là... kết nối. Thì hai đứa cũng đi bộ, đi chơi. Trời mưa cũng đứng dưới tán cây, rung lắc rồi các kiểu. Cho đến khi? Cho đến khi, tới một cái ngày đó em đang đi chơi với Huy. Thì cái bạn đó ở nhà nhắn tin là thôi em đi ngủ nha, bây giờ trễ rồi. Em trả điện thoại cho bà của em. Lúc đó là ngủ với bà ngoại, thì trả điện thoại cho bà ngoại. Khoảng tới 9 giờ, cái bất chợt mình gọi lại cái số của bạn đó. Cái mình gọi, dò hỏi thăm ơi, tại nhớ quá. Alo, em đang đâu vậy? Cái bạn không trả lời vô vấn đề, bạn chỉ hỏi là ủa anh đang ở đâu? Cái mình nói gọi. Cái mình mới nói em đang ở đâu? Em hỏi anh đang ở đâu, anh đứng đâu vậy? Dạ em đang ở đâu? Em đang đi với cái người đó. Cái bắt đầu em nói với Quy, điện thoại tao hết tiền rồi, mày đưa tao mượn điện thoại à? Tại vì em không muốn dùng cái số điện thoại của em. Em làm vụ này, em gọi cho bà. Cùng số điện thoại của bạn. Đúng rồi. Em ác với bạn, em ghê. Em gọi cho bà, cho bà ngoại đó. Con là bạn của thằng Hảo. Thằng Hảo nó đi chơi ngoài đường bị xe cán bể ngực rồi. Cúp máy. Thằng bạn. Trời ơi. Rồi em chơi lớn gì luôn. Mục tiêu của em trong chuyện đó là gì? Em muốn là bạn lo lắng về cái chuyện đó. Và muốn bạn hối hận, vì nếu như chuyện đó có xảy ra thì bạn sẽ bị hối hận và áp lực trong người, cắn rứt trong người. Em muốn vậy thôi. Em tắt máy luôn. Đúng rồi, lớp 11 thì muốn vậy thôi. Đúng rồi. Cái gì hơn, khóa máy luôn. Đi tới 11, 12 giờ mới về. Đêm đó chị biết sao không? Đi kêu ba của bạn đó đó chở tất cả các bệnh viện ở Cần Thơ luôn. Từ bệnh viện 121, 30 tháng 4, rồi điện bệnh viện Đa khoa Trung ương, bệnh viện 94B, trời ơi. Đi tìm khắp thành phố luôn để hỏi là có người tai nạn là tên Hảo hay không. Rồi cuối cùng thì sao? Sau cái đêm đó sáng dậy thì xin lỗi bạn, bạn xin lỗi em về cái chuyện tối hôm qua. Thì tự nhiên cái em gây ra một cái lỗi khác, cho nên là em lại thông cảm với chuyện đó. Tự nhiên mình thấy mình sai. Mình mới là người có lỗi. Đúng rồi. Mình làm như vậy nó phiền, phiền kinh khủng. Rồi, dạ, cảm ơn á. Thì mình xin giới thiệu, mình tên là Lê Công Khoa. Mình 40 tuổi, sinh năm 82, mình sinh ra ở Sài Gòn. Dạ. Thì mình đang định cư Úc. Dạ. Đại khái là mình đang cư Úc mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình đó. Ừ. Thì anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng, mình còn khoảng 3 tỉnh mấy 4 tỉnh mình đi. À, là khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Không, 4 tuần. 4 tuần là một khoảng 1 tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Rồi thì dạ. Bạn gái nó đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình dịp thích hợp, tại vì mình tính Tết thì mình về nữa. Dạ, có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái, chẳng hạn như thì... mình quay gần nhất của bọn em là ngày 8 tháng 7 đi. Hiện tại bọn em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tại dạ. Vì tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại, nhưng mà nếu như tìm được bạn gái, cái là bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi rồi. Có đâu thì cũng phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với lại dạ. Mình có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Dạ. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì đó. Nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Mình định cư chính xác là năm nay năm thứ 11 rồi. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Là mẹ đang ở quận 4. Dạ. Sao không đưa mẹ đi qua luôn, anh đi? Mẹ anh thì có bệnh trong người đó, bệnh huyết áp, bệnh tim rồi nên đi máy bay, với lại phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Giống như là sống ở nhà hàng ở ngay chợ mà. Nên mẹ thích ồn ào, với qua bệnh không có biết tiếng rồi, phần cũng lớn tuổi rồi, với qua bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại là ở một mình luôn hả anh? Ở với lại mấy người với cháu. Cháu của bà chị trong. Nên thỉnh thoảng hãy phải về thăm trong mẹ, thăm gia đình.
Rồi, nghề nghiệp của mình là gì ở bên đó là bên gì? Bên đó thì mình làm bên bưu điện của Úc. Là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Cụ thể là mình làm gì là mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. À, cũng là như kiểu ngoài đây là phân form, phân hàng, phân loại hàng đó hả? Không phải cân mà mình phân loại hàng, phân loại hàng hóa, gọn sắp xếp cho nó gọn lên ba lần, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng đó đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái khu, cái khâu khác người ta chia, người ta đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bởi vì bên là mỗi cái khâu khác nhau chứ không phải giống như bên Việt Nam. Anh làm ở đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được một năm. Ủa, trước đó thì em làm công việc gì? Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi, nhưng sau này mình vô cái công ty đất của tay của chính phủ Úc. Hiện tại anh sống bên Úc với ai ạ? Mình thì sống một mình thôi. Là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì cái thì tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi thôi. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình. Cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Dạ, tại vì mình rất là tự nhiên có gì mình nói cái đó để đúng mình dễ lựa chọn. Dạ đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Mà người thân của anh có ai bên đó không mà anh qua đó anh định cư? Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ mình ly hôn, ly thân, ly dị cách đây 9 năm rồi. Thì đại khái là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh của họ. Rồi mình đã ly dị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lợi tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi mình nghĩ cũng cái cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang nhỏ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con á, gọi là ở bển rồi chăm sóc. Vợ anh cũng người Việt luôn hả? Vợ mình á, mình là sinh đẻ vợ. Nhưng mà gốc người gốc Việt thì đại khá là người. Sao quen được nhau rồi qua bên đó? Thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau, tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi, hai người cũng nói chuyện qua lại rồi. Sau này thì chắc là do có thể là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó mà. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi qua Úc anh định cư thì anh làm công việc gì ở Trước khi mình qua Úc định cư mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale bạn. Bên Nguyễn Kim. Bên Nguyễn Kim. Đúng rồi. Nguyễn Kim Thủ Đức này luôn hả? Nó không, xuống ngay chỗ quận nhất, cái chỗ bên Trần Đạo. Dạ, quên cái Nguyễn Kim đó. Cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà đó, tương lai sau này em có quay về Việt Nam không hay? Có, sẽ được cư lâu dài ở đó. Mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là do cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn có lẽ. Tại vì mình thích cái cảnh yên tĩnh chứ xíu, bây giờ là hỗn độn nào đó. À, nói chung là muốn lâu dài lại về Việt Nam đúng không? Đúng, đúng. Dạ. Tức là sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình nào khác thì không? Cũng có vài quen với vài thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết. Tại vì nhiều khi người ta có người thứ ba hay là những cái chuyện đó nó tới nhị, chứ là phần mình thấy không có hợp tính á. Chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con quá, mình không có cảm thấy nó phù hợp nên mình cảm thấy dừng lúc đó thôi, chứ mà muốn đi sâu thì mất công, mình mốt ai cũng khổ. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Thế là anh muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì mẫu gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì, cũng bình quân. Nói chung là hiểu về cái lợi, biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi. Tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn vào mắt thường được. Thì giống như là này, một cái cô gái bình thường thôi, chiều cao thì không thành vấn đề. Tại vì đối với mình thì cái chiều cao đó, 1,5 cho lên cũng không là vấn đề. Tại quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chỉ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá. Tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá. Tại vì cái đó đã không có phù hợp với mình. Người ta cũng đã từng ly hôn giống anh thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì. Thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề. Tại vì mình thích những cái người về tình trải đại khái là như vậy. Anh cho em đó, nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi. Ví dụ tại tánh mình dễ dàng lắm, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao. Mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn. Thì rồi, bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là đu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên ca sĩ nào không? Anh đã ở anh thì cũng không có thần tượng ai, tại vì anh ở đó thì chưa, anh chỉ có mẹ anh là thần tượng, chứ không có thần tượng ai. Thì nói chung là vậy, anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về cách một cái người đó, cái là cái
tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được. Tại vì anh 43 thôi. Tại vì lớn anh 2-3 tuổi cũng thành vấn đề. Anh là khá là nhiều. Nhưng mà quen anh là phải xa. Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sang để quen không? Thì được. Bây chứ. Giờ bảo lãnh được rồi hả? Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch. Anh đã có quốc tịch. Giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh, có người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lỡ, hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp. Em hiểu ý không? Giống như khi người ta không có những người ta không muốn đi nữa. Không quan trọng là không phải, quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có được thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi em thương lượng với nhau. Thì bây giờ nói là do cái dính để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tự hai người thương lượng, tại vì cái chương trình bóng hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok, nếu anh em quen anh, nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho em đi, cho mẹ con em đi. Ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho mẹ con em đi. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là à, anh này anh quyết đoán, anh này anh có chính kiến. Còn bây giờ mà anh nên lên mà sân khấu anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em, anh hiểu em giống như kiểu đó mình không có đưa ra cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác của mình, còn vấn đề cô nói chung là em mình không có chốt được cái vấn đề đó. Anh hiểu em. Nhưng mà giống như là anh nói tùy vô hoàn cảnh hai người đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết là em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh thì anh ok, anh chốt anh đi đó, còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp. Thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi, anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con quá, với lại đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình thích cái con người mà có chính kiến, lại khá là như vậy. Không, ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống, người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Tức là lợi dụng hoặc là... Thì nói thì tới vậy là như vậy thôi, chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài thôi. Không, cái đó thì tùy mỗi người mục đích rồi. Nên anh nói cái đó là mỗi, tùy mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi. Ok anh. Rồi. Anh có tài lẻ thôi gì không anh? Thì mình có chơi thể thao, là mình biết ca rồi. Rồi, mà... anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao chơi môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh rồi. Nên cái cuộc mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh. Rồi, thể thao thì anh chơi được đá banh rồi, gì nữa? Cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân thể thao. Em biết rồi mà là, thì nói chung đi. Là thể thao bơi lội hay là chạy bộ, hay là nói chung là kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao cái môn nào mình chơi được cũng được. Hiện tại là anh chơi môn nào nhiều nhất? Đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ok rồi, em mời anh hát một xíu ha. Bài nào cũng được ạ? Bài nào cũng được em? Dạ đúng rồi, một xíu thôi. Mình ca thì nói chung thì cũng không có nhớ là cho lắm, nhưng mà khi có nhà có chữ không có biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gần, không có ca. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca lại. Không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi, bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Thay đổi không khí thôi em ơi. Hồi nãy nói chuyện buồn quá em. Rồi em mời anh ha. Bây giờ tại vì mình cai thì nhạc buồn không mà, chứ không có cai nhạc buồn cũng được luôn. Anh cái đầm giờ mình không có suy nghĩ được cái bài cụ thể đó. Bài gì cũng được anh, bài tủ bài nào hay hát hay thôi. Bài nào cũng được, vui là chính anh thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Tro ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ ok. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lời vẫn tuôn khóc tình ta nạn ta. Em cứ... Nói chung là mình hát được một đoạn thôi. Thì tại vì mình không có nhớ mặt chữ lâu quá, mình cũng không có hát, mình nên mình không có nhớ mặt chữ cho lắm. Rồi ok anh. Có yêu cầu gì ở bạn gái nữa không anh? Quyền lợi đó nha, không nói nó mất quyền lợi đó. Không thì vậy thôi. Rồi. Thì, nói anh về đủ rồi. Rồi, ok, cảm ơn anh Quang nha.